Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với Siêu thị Hàn Quốc Korea Shop 24 giờ. Và mình là Kiều Anh, người sẽ đồng hành chia sẻ các thông tin bổ ích tới cho các bạn. Và trong video ngày hôm nay, chúng ta hãy cùng nhau đi tìm hiểu về công dụng của dòng sản phẩm cao hồng sâm 365 đến từ Hàn Quốc đối với sức khỏe của người cao tuổi. Ở à, thưa các bạn, trong trong các video trước thì Kiều Anh đã chia sẻ cao hồng sâm 365 đến từ Hàn Quốc là một trong những dòng sản phẩm được chiết xuất từ hồng sâm 6 năm tuổi và dòng sản phẩm này thì nó mang đến những lợi ích bất ngờ cho sức khỏe của người dùng nhất là đối với người cao tuổi và công dụng đầu tiên của nó đối với người cao tuổi đó chính là giúp tăng cường sức khỏe đây là một trong những công dụng cần phải nhắc đến khi nói về việc sử dụng dòng sản phẩm cao hồng sâm này đối với người cao tuổi khi đã có tuổi rồi thì sức khỏe của họ dần suy yếu cùng với việc là thường xuyên mắc phải các căn bệnh như là ốm sốt hay là ho à, bởi vì lúc này thì hệ miễn dịch của họ cũng đã suy giảm rồi Tuy nhiên thì khi sử dụng dòng sản phẩm cao hồng sâm 365 đến từ Hàn Quốc như thế này thì nó sẽ giúp tăng cường sức khỏe cho người cao tuổi, tăng cường sức đề kháng và từ đó thì phòng chống lại được nhiều căn bệnh nguy hiểm. Và trong một thời gian sử dụng thì người cao tuổi sẽ cảm thấy là họ ăn ngon, ngủ ngon hơn, đồng thời là sức khỏe của họ sẽ tiến bộ hơn rất nhiều. Công dụng thứ hai của dòng sản phẩm cao hồng sâm 365 đến từ Hàn Quốc đó chính là giúp điều hòa huyết áp Cao hồng sâm Hàn Quốc thì vốn đã được biết đến là một trong những loại dược liệu quý và có công dụng là bồi bổ khí huyết cũng như là điều hòa khí huyết, nhất là đối với người cao tuổi khi mà huyết áp của họ không còn được ổn định nữa thì sử dụng dòng sản phẩm cao hồng sâm 365 đến từ Hàn Quốc như thế này, nó sẽ có công dụng là giúp điều hòa huyết áp cho người cao tuổi cũng như là ngăn chặn tình trạng cao huyết áp hay là huyết áp thấp. Công dụng thứ ba của dòng sản phẩm cao hồng sâm đó chính là ngăn chặn tình trạng mắc căn bệnh tiểu đường ở người cao tuổi. Đây là một trong những công dụng vô cùng tốt của dòng sản phẩm cao hồng sâm 365 này, bởi vì hồng sâm thì vốn đã được biết đến là một trong những loại dược liệu giúp cân bằng lượng đường huyết trong máu của chúng ta, đồng thời là giúp ngăn chặn căn bệnh tiểu đường xảy đến đối với người cao tuổi. Công dụng thứ tư của dòng sản phẩm cao hồng sâm này đó chính là ngăn ngừa các căn bệnh về tim mạch đây chính là một trong những công dụng tiếp theo của dòng sản phẩm cao hồng sâm 365 này bởi vì nó có khả năng là giúp ngăn ngừa các căn bệnh liên quan đến đường tim mạch của chúng ta đồng thời là tăng cường sức khỏe cho tim, ngăn chặn các tình trạng các căn bệnh như là sơ vữa động mạch hay là nhồi máu cơ tim. Và cuối cùng đó chính là đối với người cao tuổi khi sử dụng dòng sản phẩm cao hồng sâm 365 đến từ Hàn Quốc như thế này thì sẽ giúp cho là người cao tuổi thì cảm thấy là ăn ngon ngủ ngon hơn. Đối với người già khi mà đã có tuổi rồi thì họ thường xuyên là ở giấc ngủ không được ổn định, bị mất ngủ hay thậm chí là ăn không ngon, cảm thấy nhạt miệng. Chính vì vậy việc sử dụng dòng sản phẩm cao hồng sâm 365 đến từ Hàn Quốc sẽ giúp cho người cao tuổi cảm thấy là ăn ngon hơn, ngủ ngon hơn, đồng thời là sức khỏe của họ được tốt lên rất nhiều. Chính vì vậy với những công dụng như thế này thì dòng sản phẩm cao hồng sâm đã đã và đang được rất nhiều người cao tuổi sử dụng để giúp tăng cường sức khỏe, ngăn ngừa được nhiều căn bệnh nguy hiểm. Và để mua được dòng sản phẩm này, mua được dòng sản phẩm tốt nhất, chất lượng nhất thì các bạn hãy liên hệ tới hotline của Korea Shop 24 giờ là 0904 363 985 để được tư vấn miễn phí. Phương thức thứ hai, các bạn có thể nhấn vào đường link ngay dưới video này để truy cập vào website koreashop24h.com. Và cuối cùng, các bạn có thể đến trực tiếp cửa hàng của chúng tôi tại Hà Nội để nhận được nhiều ưu đãi hơn, nhiều tư vấn hơn dành riêng cho dòng sản phẩm cao hồng sâm 365 đến từ Hàn Quốc và hy vọng với những thông tin mà kiều anh chia sẻ trong video ngày hôm nay đã mang đến cho các bạn những thông tin vô cùng bổ ích kiều anh xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở trong những video lần sau